Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Vũ Thanh đến từ khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn chủ đề dinh dưỡng cho bệnh nhân hội chứng thận hư. Hội chứng thận hư là một bệnh lý ở ống thận có biểu hiện là protein bị bài tiết nhiều qua nước tiểu. Khi bài tiết nhiều qua nước tiểu thì sẽ làm cho protein máu bị giảm, albumin máu giảm và sẽ bị mất cân đối áp lực thẩm thấu. Khi mất cân đối áp lực thẩm thấu, bệnh nhân sẽ xuất hiện phù các cái mức độ. Mất nhiều thì sẽ phù nhiều, mất ít thì phù ít. Bệnh nhân sẽ được điều trị hai chuyên khoa, đó là điều trị về nội khoa thận học và điều trị về dinh dưỡng. Bởi vì là bệnh nhân mất protein qua nước tiểu, mất chất dinh dưỡng và chính vì thế bệnh nhân sẽ phải được điều trị bằng chế độ dinh dưỡng. Điều trị chế độ dinh dưỡng thì không chỉ là bổ sung protein mà còn kiểm soát các cái thành phần khác trong cơ thể của người bệnh. Ví dụ như là kiểm soát về chất béo. Kiểm soát về chất béo, kiểm soát về chất đạm, mà kiểm soát về muối và kiểm soát về lượng nước cho người bệnh hội chứng thận hư. Cá thể hóa trên những bệnh nhân hội chứng thận hư thì sẽ cần phải được tính toán đánh giá cho 4 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là nhân chắc, có nghĩa là tính chiều cao và cân nặng. Phương pháp thứ hai là xét nghiệm. Xét nghiệm thì có xét nghiệm về đo thành phần cơ thể, xét nghiệm máu. Và thứ ba nữa là các cái triệu chứng trên lâm sàng, bệnh nhân có mất khối cơ, mất khối mỡ và thiếu các cái vitamin. Cuối cùng là phương pháp đánh giá về cái khẩu phần dinh dưỡng, xem bệnh nhân có bị thiếu bao nhiêu phần trăm so với khuyến nghị. Kết hợp 4 phương pháp đó thì sẽ ra được một cái chế độ dinh dưỡng hoàn chỉnh để điều trị cho bệnh nhân hội chứng thận hư. Đầu tiên là phải ăn đủ các nhóm thực phẩm, đủ các cái chất dinh dưỡng sinh năng lượng, đó là protein, lipid và glucid. Ngoài ra thì còn cần phải bổ sung vitamin, chất khoáng, chất xơ và nước. Vậy thì chúng ta sẽ đi từng thành phần một. Thứ nhất là protein. Protein đối với bệnh nhân hội chứng thận hư thì phải cao hơn mức bình thường. Bình thường là 1g trên kg cân nặng trong một ngày, nhưng đối với bệnh nhân hội chứng thận hư có thể là 1,5, có thể là 2g trên kg cân nặng trong một ngày. Và thứ nữa của protein là tỷ lệ đạm động vật chiếm 60%, tỷ lệ đạm mà thực vật chỉ chiếm 40%. Vậy thì nhóm protein động vật nó có ở đâu? Nó có ở trong các cái loại thịt của con bốn chân, đó là thịt lợn, thịt bò, thịt trâu và thịt gia cầm, đó là thịt gà. Nhưng chúng ta cần phải chú ý là lựa chọn các loại thịt nạc. Ngoài ra thì có ở trong trứng, trong các cái đồ hải sản. Thế còn đạm thực vật thì sẽ ở trong các cái nhóm đậu và trong các cái nhóm hạt, đậu xanh, đậu đen, đậu tương hay là đậu phụ. Đến cái nguồn thứ hai đó là chất béo. Thì chất béo cũng cần phải chú ý là đảm bảo được cái tỷ lệ là 2/3 là chất béo tốt và 1/3 là chất béo xấu. Và chất béo tốt thì có nhiều ở đâu? Có nhiều ở trong các cái nhóm dầu ăn, như là dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu đậu nành, dầu hạt lanh và dầu cây rum. Còn chất béo xấu thì có nhiều ở trong mỡ. Đối với những bệnh nhân hội chứng thận hư sẽ nên sử dụng nhóm dầu ăn, sẽ an toàn, tốt cho sức khỏe, đồng thời sẽ kiểm soát được các cái triệu chứng rối loạn mỡ máu ở trên bệnh nhân hội chứng thận hư. Thứ ba nữa là lựa chọn các cái chất carbon hydrate, nó sẽ có ở trong các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo, ngô, khoai và trong các cái loại quả, quả chín và trong bánh, trong kẹo và trong đường kính, vân vân. Vậy thì tỷ lệ carbon hydrate này cũng được tính toán trên mỗi một bệnh nhân. Tỷ lệ này sẽ chiếm từ 50 đến 55%. Tiếp theo đó là cái nhóm cung cấp vitamin và chất khoáng. Trong các nhóm quả và rau xanh sẽ chứa các cái loại vitamin. Vitamin tan trong nước, ví dụ như là vitamin C, vitamin B. Bệnh nhân hội chứng thận hư thì không nên ăn các cái loại thực phẩm sau đây. Thứ nhất là những cái thực phẩm chứa nhiều chất béo, như là các cái đồ chiên rán là chứa nhiều chất béo. Thứ
Thứ hai nữa là các loại đồ hộp chứa nhiều chất béo. Những thực phẩm chứa nhiều muối như là lạp sườn, xúc xích hoặc là các loại bánh mặn, thực phẩm mà ăn nhanh là cũng không nên dùng. Còn đối với đồ uống thì các loại chất kích thích như là bia, rượu cũng không nên sử dụng. Các cái loại thực phẩm mà có chứa cholesterol, thực phẩm chứa nhiều cholesterol nhất là trong các loại ốc lợn, lòng lợn, các cái phủ tạng động vật, lòng đỏ trứng gà, trứng vịt là cũng đều chứa nhiều cholesterol. Các bạn có thể đến khoa dinh dưỡng của bệnh viện khoa Tâm Anh Hà Nội. Ở đây chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tư vấn và điều trị dinh dưỡng cho cá thể đối với từng bệnh nhân. Chúc các bạn thiết lập được chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bản thân mình và có một sức khỏe toàn diện.